Mọi người hãy nhìn thật kỹ xem trên chiếc máy bay mới ra mắt của China Airlines có xuất hiện Đài Loan hay không. Trong này có gì nào? Đài Loan phải không? Chiếc máy bay với tạo hình mới đầu tiên đã tới Đài Loan vào đầu tháng 12, phong cách rất đơn giản thanh thoát và có hình ảnh Đài Loan trong đó. Tôi thấy khá đơn giản nhưng rất hiệu quả. Tôi thấy không rõ rệt mấy, tôi nhìn không ra là máy bay của China Airlines nhưng vì nhìn thấy hoa mai nên đoán là của China Airlines thôi. Nếu so sánh với máy bay chở hàng trước đây, chữ Cargo trên thân máy bay to hơn China Airlines ở bên cạnh, còn trang trí kiểu mới hình bản đồ Đài Loan được để ẩn trong chữ C. Ngoài ra, dòng chữ China Airlines cũng điều chỉnh nhỏ lại và đổi vị trí đặt tại phía đuôi máy bay. Năm nay, do dịch bệnh khiến ngành hàng không toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề, hãng hàng không China Airlines của Đài Loan cải trang máy bay chở khách thành máy bay vận chuyển hàng hóa. Máy bay chở hàng này sẽ bay tuyến chủ yếu gồm châu Á và Bắc Mỹ. Sau khi máy bay mới gia nhập, ngày 15 tháng 12 giá cổ phiếu của China Airlines đã tăng kể từ đầu phiên giao dịch đạt 12,1 đài tệ. Theo China Airlines cho biết, tổng cộng đã mua 6 chiếc máy bay chở hàng 777F, dự kiến hoàn thành việc giao nhận máy bay trong khoảng từ năm 2020 đến năm 2023. Hiện chỉ áp dụng thiết kế trang trí mới cho máy bay chở hàng. Mọi người nếu muốn nhìn thấy hình ảnh Đài Loan trên các chuyến bay chở khách thì e rằng vẫn còn phải đợi xem sao.